lợi ích của việc ăn ba quả chuối mỗi ngày rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Nhiều người cho rằng ăn chuối có thể khiến tăng cân, đặc biệt là không muốn tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Tuy nhiên điều này là hoàn toàn không đúng. Rất nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn chuối không hề gây hại. Thậm chí các vitamin và hợp chất có trong chuối còn có tác dụng giảm stress hiệu quả, hỗ trợ giấc ngủ và bảo vệ hệ tiêu hóa. Các chuyên gia khẳng định rằng nếu bạn ăn 3 quả chuối mỗi ngày, bạn sẽ thấy tác dụng bất ngờ với sức khỏe của mình. Ăn ba quả chuối mỗi ngày có thể cung cấp khoảng 150 mg kali và đem lại hàng loạt lợi ích về mặt sức khỏe cho cơ thể. Vậy chính xác, chuối mang lại những lợi ích gì cho cơ thể của chúng ta? Mời quý vị cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Và đừng quên, An Tâm Sống Khỏe sẽ lên sóng đều đặn vào mỗi 11 giờ và 19 giờ ở tất cả các ngày trong tuần. Hãy nhanh tay ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào quý vị nhé. Chuối là một loại trái cây đa công dụng, được sử dụng để làm sinh tố, cho thêm hương vị vào là một món nướng hay chỉ đơn giản là loại hoa quả ăn hàng ngày. Điều này có thể giải thích tại sao Chuối là một trong những loại trái cây được nhiều người yêu thích nhất trên thế giới. Theo báo cáo thống kê, có hơn 96% các hộ gia đình ở Mỹ mua chuối ít nhất một lần trong tháng. Quanh năm, bạn có thể ăn chuối mà không sợ tăng cân hay chất bảo quản, bởi chuối ở Việt Nam được coi là loại trái cây bình dân. Nếu đều đặn ăn hai quả chuối mỗi ngày, bạn có thể nhận được 10 lợi ích sau. 1. Hạ huyết áp. Với những ai bị huyết áp thấp, Ăn hai quả chuối mỗi ngày sẽ làm cho huyết áp của bạn trở nên bình thường nhờ hai quả chuối nhỏ chứa khoảng 420 mg kali. Kali hoạt động bằng cách cân bằng các tác động tiêu cực của muối, sau đó làm giảm huyết áp của bạn. Lưu ý, không nên ăn chuối lúc đói bụng, đặc biệt ăn buổi sáng mà không có bơ khiến bạn cảm thấy chậm chạp và buồn ngủ sau đó. Lý do vì chuối có tính axit và chứa khoảng 25% đường ăn chuối chín có những đốm nâu hoặc đen trên da bên ngoài giúp tạo ra số lượng lớn nhất của yếu tố hoại tử khối u TNF. Điều này giúp chống lại các tế bào khối u bất thường trong cơ thể bằng cách kích thích việc sản xuất bạch cầu theo một nghiên cứu ở Nhật Bản. 2. Cải thiện tiêu hóa Chuối có chứa lượng chất xơ dồi dào, cả hòa tan và không hòa tan. Chất xơ là một chất dinh dưỡng quan trọng cần có trong cơ thể bởi nó giúp điều hòa tốc độ tiêu hóa làm chậm xuống. Ăn một quả chuối sẽ làm cho bạn có cảm giác no lâu hơn và có thể hạn chế chứng táo bón. Do vậy, chả còn thắc mắc gì khi chuối có trong thực đơn bữa sáng nữa nhé. Ăn chuối vào buổi sáng sẽ giúp bạn khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng và duy trì cảm giác vui vẻ lâu hơn. 3. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Những thực phẩm có chứa nhiều chất xơ đều tốt cho tim và chuối lại là một loại thực phẩm chứa rất nhiều chất xơ một chế độ ăn giàu chất xơ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và bệnh tim mạch vành. Đặc biệt, chất xơ hòa tan có trong chuối có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh sẽ cung cấp các vitamin thiết yếu, khoáng chất và chất chống oxy hóa cơ thể. Hãy loại bỏ nó ra khỏi cơ thể bằng một hoặc hai quả chuối, tương đương với hơn 4 gram chất xơ nhé. 4. Giúp sản sinh các tế bào khỏe mạnh chuối giàu vitamin B6. Chất này chiếm đến 20% hàm lượng chất bổ cần thiết mà một người trưởng thành cần phải nạp vào cơ thể. Vitamin B6 hỗ trợ cơ thể sản sinh insulin, huyết cầu và các amino acid không thiết yếu cần thiết để tạo ra các tế bào khỏe mạnh. Hơn nữa, chuối cũng giúp sản sinh kháng thể chống lại sự lây nhiễm. 5. Tăng cường sức khỏe đường tiêu hóa. Bởi vì chuối là thực phẩm tương đối dễ tiêu hóa nên chuối được coi là người bạn thân thiết với hệ tiêu hóa trong cơ thể. Thực tế, chuối không chỉ giúp làm giảm căng thẳng khi tiêu hóa mà còn hỗ trợ đường tiêu hóa và khôi phục lại những khoáng chất bị mất đi sau khi bị tiêu chảy. Đó là lý do tại sao chuối là thực phẩm rắn đầu tiên được giới thiệu cho trẻ nhỏ. Hơn nữa, đây cũng chính là một trong những lý do. Chuối có trong thành phần chế độ ăn B.A.E.T, một chế độ ăn gồm chuối, gạo, sốt táo và bánh mì nướng. Chế độ ăn này dùng để điều trị bệnh tiêu chảy cấp. 6. Dầu vitamin C Chắc hẳn khi nhắc đến thực phẩm chứa nhiều vitamin C, bạn sẽ nghĩ ngay đến cam và dâu tây phải không? Nhưng một thực phẩm ăn đầy đủ của chuối cung cấp tới 15% lượng canxi cần thiết mỗi ngày đó. Vitamin C là một chất chống oxy hóa quan trọng, có khả năng trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể. Gốc tự do là những phân tử bị thiếu đi điện tử, chúng liên tục phá hủy các tế bào trong cơ thể bạn. Ngoài ra, vitamin C còn hỗ trợ giữ mạch máu luôn khỏe mạnh và sản xuất collagen kết nối với các cơ, xương và các mô khác trong cơ thể lại với nhau. 7. Nâng cao hiệu quả tập luyện Nếu từng băn khoăn, không biết lý do tại sao các vận động viên lại thích ăn chuối, thì đây chính là lời giải đáp. Chuối giúp tăng cường các cơ, cung cấp nhiều chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng tự nhiên khác. Theo một nghiên cứu của phòng nghiên cứu hiệu suất con người tại trường đại học Appalachian State, cứ 15 phút ăn nửa quả chuối sẽ đem lại hiệu quả tương đương với việc uống nước tăng cường thể lực. Đó chính là lý do tại sao vận động viên điền kinh người Jamaica Johan Blake ăn 16 quả chuối mỗi ngày. 8. Chống chứng thiếu máu. Chuối có chứa lượng sắt cao, do vậy việc ăn chuối có thể kích thích sản sinh huyết cầu tố và giúp chiến đấu với bệnh thiếu máu. Bệnh thiếu máu thường xảy ra khi lượng tế bào hồng cầu hay huyết cầu tố trong máu giảm, dẫn tới mệt mỏi, nhợt nhạt và chứng khó thở. Ngoài ra, vitamin B6 có trong chuối còn giúp điều hòa lượng đường gluco trong máu. Điều này có lợi cho những người mắc bệnh thiếu máu. 9. Ngăn chặn các cơn đói Ăn chuối có thể xua tan các cơn đói bởi chuối làm bạn có cảm giác no lâu và mùi vị cũng rất dễ chịu. Mùi thơm của chuối có thể ngăn chặn sự thèm ăn và các cơn đói Theo nghiên cứu của tiến sĩ Alan Hick thuộc Tổ chức Nghiên cứu về Khứu Giác và Vị Giác tại Chicago của Mỹ Khi người thấy mùi chuối lúc đang đói, có thể đánh lừa não của bạn nghĩ rằng bạn đã ăn rồi Chính vì vậy, chuối có khả năng giúp bạn giảm cân 10. Giúp cải thiện tâm trạng và giúp bạn cảm thấy hạnh phúc Một trái chuối cung cấp khoảng 27mg maze Maze có khả năng thúc đẩy tâm trạng và giúp bạn ngủ ngon hơn. Thông thường, đàn ông cần 420 mg magie, còn phụ nữ cần 320 mg mỗi ngày. Nếu thiếu hụt lượng magie, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng, cau gắt, trầm cảm và các triệu chứng rối loạn khác. Có nhiều người trong chúng ta không cung cấp đủ lượng magie trong khẩu phần ăn. Vì vậy, hãy coi việc ăn một quả chuối như bữa ăn phụ lúc 3 giờ chiều, nó sẽ giúp bạn cải thiện tâm trạng và suy nghĩ tích cực hơn. Chuối tuy thơm ngon bổ dưỡng, song không phải cứ ăn nhiều chuối là tốt. Dưới đây là những lưu ý khi ăn chuối để tránh gây hại cho sức khỏe. 1. Ăn chuối cùng sữa chua. Thực ra, chuối và sữa chua khi kết hợp mang lại lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu bạn thuộc loại người bụng dạ yếu, dễ tiêu chảy thì rất nên tránh ăn kết hợp hai loại thực phẩm này. Sữa chua để trong tủ lạnh kết hợp cùng với một số chất trong chuối gây ra đau bụng và các bệnh tiêu chảy. 2. Không ăn khi đói Chuối sẽ phát huy tác dụng tốt, thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động khi bạn ăn chúng sau bữa cơm khoảng 1-2 tiếng. Ngược lại, nếu dùng chuối làm thức ăn khi đói thì thật nguy hại. Trong chuối có chứa nhiều magie. Ăn chuối lúc dạ dày bạn đang trống rỗng sẽ làm lượng magie tăng đột ngột trong máu, gây mất cân bằng tim mạch và làm tổn hại đến sức khỏe. Lượng vitamin C dồi dào trong chuối nếu đưa vào cơ thể khi đói cũng khiến bạn bị đau dạ dày ngay lập tức. Để tránh hiện tượng này, bạn nên ăn chuối khi đã ăn cơm no. Lúc này, chuối có tác dụng bảo vệ dạ dày do nó trung hòa axit dạ dày. 3. Ăn chuối với khoai tây. Chuối với khoai tây khi kết hợp có thể dẫn đến một số phản ứng hóa học, trong đó sẽ sản xuất chất độc và gây ra các đốm nâu trên khuôn mặt. Tuy nhiên, bạn sẽ an toàn nếu ăn khoai tây và ăn chuối cách nhau tối thiểu 15 phút. 4. Thời gian không nên ăn chuối. Tránh ăn chuối vào buổi sáng hay lúc đang tập trung cao độ trong công việc, đòi hỏi suy nghĩ, tư duy nhiều. Nguyên nhân là do thành phần serotonin dễ gây buồn ngủ và ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Vì vậy, các bạn có thể dùng chuối vào bữa trưa hoặc bữa tối để tránh ảnh hưởng tới hiệu suất công việc. 5. Không nên ăn chuối khi còn xanh. Một nghiên cứu gần đây của Nhật Bản đã tìm thấy sự thật rất thú vị về chuối đó là chất oxy hóa và ung thư có trong chuối chín. Nghiên cứu cho thấy các đốm xuất hiện càng nhiều và càng đen chừng nào thì khả năng chống ung thư càng cao. Hơn nữa, vỏ chuối vàng sậm với nhiều đốm đen sẽ có tác dụng gấp 8 lần trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể hơn so với loại chuối còn xanh. Do đó, ăn chuối chín kỹ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho sức khỏe. Tuy nhiên, với người có bệnh tiểu đường loại 2 hoặc đang có chế độ ăn giảm đường trong máu, hãy cân nhắc ăn chuối chín. Quý vị thân mến, hoa quả là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất dồi dào, giúp cho bạn chống oxy hóa do các gốc tự do gây ra, tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe nói chung và phòng chống nhiều căn bệnh nguy hiểm. Do vậy, bạn nên bổ sung hoa quả vào bữa ăn hàng ngày của mình. Có những loại quả mà bạn không nên ăn quá nhiều và ngược lại, cũng có những loại quả bạn nên ăn thường xuyên. Vậy ngoài chuối ra, còn có những loại quả nào mà bạn nên ăn hàng ngày? Mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của video để có thể biết được những loại quả siêu trái cây này nhé. 1. Bơ bạn có thể nghĩ quả bơ rất béo và tránh xa nó. Tuy vậy, chất béo trong quả bơ lại có lợi cho sức khỏe của bạn đấy. Thậm chí, bơ còn giúp bạn giảm cân nữa. Hơn nữa, quả bơ chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất và axit amin, nên sử dụng quả bơ sẽ đem lại những lợi ích sức khỏe tuyệt vời cho bạn. Quả bơ có thể làm giảm lượng cholesterol xấu, phòng chống ung thư, bảo vệ mắt, ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm trầm cảm, chữa hôi miệng, vân vân. Nếu bạn đang mang thai, hãy thường xuyên ăn quả bơ để bé yêu của bạn phát triển trí não tốt nhất nhé. 2. Táo Táo, loại quả có mặt ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, được ưa chuộng không chỉ vì mùi vị thơm ngon mà còn bởi những tác dụng nổi trội. Táo có thể giúp bạn có một hàm răng trắng sáng. Khi ăn táo, cơ thể bạn kích thích sản xuất nước bọt, giảm nguy cơ sâu răng bởi diệt được vi khuẩn trong miệng. Nghiên cứu cho thấy rằng những người ăn táo và các loại thực phẩm khác giàu chất xơ cũng như chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại bệnh Parkinson, căn bệnh mất trí nhớ ở tuổi già. Táo là nguyên liệu chính trong đa số các liệu trình giải độc, thanh lọc cơ thể. Ăn táo hàng ngày giúp hỗ trợ gan loại bỏ độc tố, cho bạn một cơ thể khỏe mạnh để hấp thụ các chất dinh dưỡng khác. 3. Nho. Quả nho có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Nó có thể giúp ngăn ngừa việc hình thành huyết khối, chống kết tập tiểu cầu nên tốt cho sức khỏe của tim mạch, đặc biệt là sức khỏe của mạch máu não. Do có nhiều axit hữu cơ, vitamin và axit amin có tác dụng tốt cho não. Ăn nho thường xuyên còn giúp bạn giảm căng thẳng. Nho cũng giúp tiêu đờm, tăng cảm giác ngon miệng, chống lão hóa, ngăn ngừa nguy cơ viêm gan, chống virus và hỗ trợ giảm cân. Ngoài ra, sử dụng nho thường xuyên cũng giúp bạn ngăn ngừa nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư ruột kết, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú. 4. Dâu tây Quả dâu tây không chỉ hấp dẫn bởi vị ngon của nó mà còn là kho vitamin và khoáng chất dồi dào. Trong quả dâu tây chứa nhiều vitamin C, mangan, kali, axit folate và chất xơ. Do vậy, dâu tây giúp bạn kiểm soát tiểu đường tuyếp 2, bảo vệ sức khỏe tim mạch, chống sâu răng, và làm khỏe nướu và chống viêm. Đối với các căn bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư vòm họng, ung thư cổ tử cung, sử dụng dầu tây thường xuyên cũng góp phần hỗ trợ việc ngăn ngừa và làm chậm quá trình tiến triển của các loại ung thư này. 5. Lựu. Quả lựu chứa rất nhiều vitamin như vitamin C, vitamin B, canxi, phốt pho, kali vân vân. Trong đó hàm lượng vitamin C trong quả lựu gần gấp đôi so với cam. Do vậy, bạn nên thêm lựu vào bữa ăn hàng ngày để tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ sức khỏe tim mạch và phòng chống các bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp, đông máu, ung thư. 6. Cam Cam rất giàu kali và vitamin C. Bên cạnh đó, cam cũng chứa một lượng đáng kể canxi, caroten, phốt pho, si chết. Do vậy, việc sử dụng cam thường xuyên sẽ giúp bạn bảo vệ thận nhờ chất si chết chống lão hóa và tăng cường hệ miễn dịch nhờ caroten và vitamin C, bảo vệ tim nhờ kali, tăng cường chức năng não bộ nhờ vitamin B9. Khi bạn ăn cả phần muối cam, chất xơ sẽ giúp bạn tăng cường tiêu hóa, chống táo bón hiệu quả. 7. Đu đủ Đu đủ có rất nhiều chất xơ nên có tác dụng tốt đối với hệ tiêu hóa. Trong một chén đu đủ, có tới 264mg kali, 88,3mg vitamin C, 30mg maze, 54mg folate và 0,068mg vitamin A. Do vậy, đu đủ có thể giúp bạn chống oxy hóa tế bào do gốc tự do gây ra. Oxy hóa tế bào là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư. Đu đủ cũng giúp bạn có đôi mắt khỏe nhờ khả năng chống thoái hóa điểm vàng của mắt, cải thiện tình trạng sưng viêm, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, tiểu đường và làm xương của bạn trở nên chắc khỏe hơn quý vị thân mến chữa bệnh là chuyện khó khăn và tốn kém bất kể bệnh gì cũng như vậy nhưng phòng bệnh lại là việc chúng ta có thể tự làm hàng ngày được trong đó chế độ ăn uống quyết định rất nhiều tới sức khỏe của bạn sau khi xem video ngày hôm nay hãy bổ sung ngay những loại trái cây trên vào thực đơn hàng ngày của gia đình mình các bạn nhé an tâm sống khỏe còn rất nhiều video về chủ đề ăn uống và bảo vệ sức khỏe mời quý vị click vào bên trái hoặc bên phải màn hình để có thể tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi